Cái kiểu này hay là cái kiểu cái này? Chị xe lớn cái này. Thích thích kiểu này hả? Cái này ha. Nó đòi mua chiếc cái này nè. Cái này hả? Nó bự quá. Cái này nè. Lớn luôn. Cái này vừa nè kia. Cái này là chiếc ai? Dạ. Mày mua cái này nè. Chiếc xe này là đã cũ rồi hả? Mới mà nó để lâu quá nó cũ. Nếu anh mua thì bớt cho. Cái này nhiêu? Chưa có bơm rồi. Để lâu ngày quá không có bơm. Vậy. Rồi còn cầm giày. Dạ dạ vậy là cái này chịu ba. Còn cái chiếc màu đỏ mà 680 á. Bán có bớt lại không? Cái này là 1.500.000 nè. Anh chịu thì em hỏi nó bớt không? Nó bớt rồi, bớt cái gì? Rồi, rồi. Rồi, rồi. Cái này nếu mà bán lại anh chỉ bớt được có 100.000. Muốn cái nào? Cái này ha. Lấy cái đó. Đi cho chắc ăn hỏi đi cho vừa ý. Chiếc xe thân bát nó là nhiêu tiền? Cái gì vậy? Cái nè. Rồi. Còn chiếc này. Cái nè. Chịu ba. Hiểu lý đó nè, mua cho nhanh vậy. Còn mấy chiếc này thì là 2.2 triệu. Cái này nằm nè. Nhị nóc. Cái này như cái đó mặn nha cái gì? 3 món nè. Nhưng mà đợi chứ biết sao vậy? Tao đi làm trường trọng họ là tôi mua hết tiền rồi. Cho bà thêm. Ai chỉ đi làm trọng họ là tôi mua hết tiền rồi. Này, này là vừa bụng chiếc này nha. Rồi chạy ra coi. Chiều ba ha, ba cho em gửi tiền thôi. Rồi đủ ha. Ba trái mình lắp càng, lúc nó cầu thì chạy ba trái mình lắp càng, ba trái mình lắp càng.